Chuyện bên thầy, mưa đông mưa tây, đừng mưa chỗ này. Theo lời ông Ngô Ngọc Trơn kể, năm Đinh Sửu 1937, bấy giờ cậu Tư đã nghỉ học, về phụ tiếp đồng áng. Lúc bấy giờ, sau khi gom lúa chất vào cà lang, chuẩn bị cho trâu bò đạp ra hột, thì trời mây đen kéo giăng ngang, chuẩn bị cho cơn mưa nặng hạt. Mọi người đều lo lắng. Lúc này cậu Tư quay mặt về hướng Tây Nguyện. Nam, Bắc, Đông, Tây, mưa đông, mưa tây đừng mưa chỗ này. Rồi lấy cây roi quay dung dúc, chỉ có rơi vài hạt mưa. Từ nhà, ông cả cha dù đem cơm đi ra cho mọi người chuẩn bị làm việc. Ông cả nói: Lạ quá, trong nhà mưa quá lớn, sao đây chỉ có vài giọt mưa vậy cả? Ông cả muốn biết thì hỏi cậu Tư kìa. Nhưng người cười cười không nói. Thế là tám khâm kể lại tự sự. Phụ bàn: Ta thấy Đức Thầy nói mưa đông mưa tây đừng mưa chỗ này, vậy là chỗ Đức Thầy không có mưa. Như vậy ta thấy Đức Thầy có khả năng quán võ hô phong, kêu mưa gọi gió được. Nhưng chưa tới thời kỳ thuận lợi, cho nên Đức Thầy không phô trương biểu diễn tài nghệ của mình cho tất cả mọi người thấy. Khi sau này chờ đến ngày thuận lợi, 18 nước tranh giành đền vàng, chết vô số, Đức Thầy thâu ngũ hành, các nước không còn sử dụng máy bay, xe cộ, súng đạn được nữa, thì các nước mới thách đấu với nhau. Ai mà giờ non lấp biển, quán võ hô phong được thì mới là anh hùng thế giới, thì nước đó mới là nước cường quốc thế giới. Lúc đó Đức Thầy mới trổ tài, biểu diễn tài nghệ giờ non lấp biển, quán võ hô phong cho mọi người thấy. Giờ non Thái Sơn bên Trung Quốc đem về để ở Đồng Tháp, lấp bằng biển Thái Bình Dương, kêu mưa gọi gió thuận hòa, sắp xếp lại mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, vân vân. Bầu trời ảm đạm trở nên trong sáng, thời tiết tốt đẹp, con người sống lâu, không có đau bệnh, vân vân. Vì vậy, các nước tôn Đức Thầy là anh hùng thế giới, nước Việt Nam là nước đại cường quốc. Từ đó, Chúa Thánh được dựng ngai vàng. Cho nên trong bài Nang Thơ Cẩm Tú, Đức Thầy có câu: Để chờ ngày quán võ hô phong, ban cho đời thoát chữ cay nồng, hoặc câu chỗ tài hai biển lấp non dời, với cùng trên ám đạm khí trời, cả thế giới mưa hòa gió thuận, tạo nền mong thánh quân đất dựng nơi chiều ca gầy dựng.